kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, sở hữu số tuyển thủ nhiều thứ ba ở V-League, thậm chí có cả chủ nhân quả bóng vàng ở trong đội hình, song thể công Việt Theo lại đang đứng trước nguy cơ phải đua trụ hạng ở mùa này. Sau trận thua câu lạc bộ Quảng Nam, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của thể công Việt Theo đã thừa nhận rằng với chúng tôi, tất cả các trận đấu còn lại ở V-League 2023-2024 đều là những trận chung kết để tích cóp từng điểm một. Đó là nhiệm vụ mà thể công Việt theo phải làm để cải thiện được thành tích, để tranh đua trụ hạng. Điều gì đang xảy ra với một đội bóng từ vị thế ứng viên vô địch phải rơi vào vòng xoáy trụ hạng như vậy? Những mùa bóng gần đây thì thành tích của thể công Việt theo đều rất ấn tượng. Họ vô địch vào năm 2020, mùa 2021 thì tạm đứng thứ nhì sau Hoàng Anh Gia Lai trước khi giải đấu này bị hủy. Đến năm 2022, về đích ở vị trí thứ tư, còn gần nhất là mùa giải 2023, họ giành được tấm huy chương đồng. Rõ ràng với nền tảng như thế cùng với dàn cầu thủ chất lượng, thể công Việt theo được xếp vào nhóm ứng viên vô địch cho V-League 2023-2024. Năm nay, sau 6 trận liền không biết đến mùi chiến thắng, thể công Việt theo đã trôi một mạch xuống tận vị trí thứ 12, chỉ hơn một điểm so với Khánh Hòa và hơn 2 điểm so với đội cuối bảng là Hoàng Anh Gia Lai, một kết quả có lẽ không ai có thể ngờ đến được. Đó không phải là thành tích tương xứng với đội bóng đặt tham vọng vô địch, đứng thứ tư về giá trị đội hình, sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia nhiều thứ ba ở V-League và đặc biệt là có cả cầu thủ vừa mới giành hai danh hiệu quả bóng vàng. Nhìn từ thất bại trước câu lạc bộ Quảng Nam thì sẽ nhận ra rõ những vấn đề mà thể công Việt Theo đang đối mặt từ chuyên môn cho đến tinh thần. Được đánh giá cao hơn nhưng các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã thi đấu nhạt nhòa và không tìm thấy đường ra những lỗ hổng mênh mông lộ ra ở hàng thủ khi mà trung vệ Bùi Tiến Dũng không thể ra sân. Đương kim quả bóng vàng Việt Nam 2023 Nguyễn Hoàng Đức hình như là đã bỏ quên phẩm chất cùng với phong độ của mình quá lâu. Không thật máu lửa, thiếu cả quyết tâm và đá rất y ạch là những gì mà thể công Việt theo thể hiện ở trên sân. Tất cả giống như những chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng về đội bóng của mình, rằng thành tích của câu lạc bộ cho thấy cầu thủ đang chịu áp lực khi mà tâm lý tinh thần không tốt thì phong độ sẽ đi xuống. Chúng tôi đang giải quyết từng vấn đề nhỏ nhất để cho cầu thủ có tâm lý tốt. Chúng tôi cần một chiến thắng để cầu thủ thực sự thoải mái chơi bóng. Nhiều người cho rằng vấn đề của thể công Viettel không phải nằm ở chất lượng cầu thủ. Thực tế cũng đã chứng minh điều đó. Trong danh sách đội tuyển Việt Nam đá Asian Cup 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC đóng góp mỗi đội 7 người. Thể công Viettel đứng thứ 3 với 4 người tham dự. Lực lượng của đội bóng áo lính cũng khiến cho nhiều đội bóng ở V-League phải ganh tị. Trong tay thể công Viettel có khá nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển Việt Nam như là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang hay Nhâm Mạnh Dũng. Điều đó đã đủ nói lên vị thế của thể công Viettel ở đội tuyển quốc gia. Trên thị trường chuyển nhượng ở mùa này, thể công Việt Theo có đội hình đắt giá thứ tư với 3,63 triệu euro tính theo Transfermarkt sau Công an Hà Nội là 4,78 triệu euro, Hà Nội FC là 4,27 triệu euro và Nam Định là 4,26 triệu euro. Đội bóng áo lính cũng luôn thuộc vào nhóm tài chính mạnh và ổn định ở V-League. Một đội bóng như thế lẽ ra phải đứng ở nửa trên bảng xếp hạng. Nhưng thực tế, trong 3 đội chỉ có Công an Hà Nội là đứng thứ tư, Hà Nội FC và Thể Công Việt Theo thì đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng. Đội bóng nhà bầu hiển đã mất gần nửa đội hình phải căng sức ra đá AFC Champions League, trong khi Thể Công Việt Theo thì không chịu bất cứ tác động nào từ thị trường chuyển nhượng hay là đấu trường quốc tế. Đó là sự khác biệt. Dù có nhiều ngôi sao tuyển thủ, có cả ngoại binh thuộc dạng khá, nhưng Thể Công Việt Theo vẫn thi đấu kém khởi sắc. Sau 11 vòng đấu, họ chỉ ghi vỏn vẹn có 6 bàn, cùng với Khánh Hòa và Hoàng Anh Gia Lai là ba đội bóng có hàng công nghèo nàn nhất V-League. Đây cũng là hai đối thủ hiếm hoi mà thể công Việt Theo thắng được. Cả ba đội bóng này đều có hàng thủ tệ như nhau, họ cùng thua ít nhất là 15 bản. Không ngạc nhiên khi mà cả ba đội bóng ấy đều đang đứng cuối bảng xếp hạng. Nguyên nhân rất có thể nằm ở tâm lý nặng nề khi mà đá mãi không biết thắng, hoặc là thể công Việt Theo vẫn chưa có được sự ổn định khi vị trí huấn luyện viên trưởng thay đổi liên tục từ đầu mùa được kỳ vọng vực dậy sức y của thể công Việt theo, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng chưa có trận thắng nào để quân mình giải hạn. Sau 3 trận cầm quân, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng đã giúp cho thể công Việt theo có nhiều chuyển biến trong lối chơi. Các cầu thủ chơi bóng ngắn, nhanh chứ không còn truyền dài cho ngoại binh đua tốc độ và dứt điểm nữa. Hạn chế lớn nhất của thể công Việt theo như là huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nhìn nhận đó là ngoại binh mùa này chơi quá tệ, không đáp ứng được yêu cầu. Bruno Cunha 9 trận đá chính chỉ ghi có 2 bàn. Ngoại binh người Brazil từng là tiền đạo chủ lực trong chức vô địch V-League 2020 của đội bóng áo lính. Ở mùa trước, Bruno Cunha bùng nổ trong màu áo câu lạc bộ Thanh Hóa với 11 bàn thắng. Thế nhưng lần trở lại này của anh lại không thực sự thành công. Chân sút còn lại là Mohamed Esham, hoàn toàn tịt ngòi cũng sau 9 trận ra sân. Ngoại binh người Ai Cập này đã từng gây chú ý khi đầu quân cho thể công Việt theo ở lượt về V-League 2023 với tư cách là đồng đội cũ của Mohamed Salah. Thay cả hai chân sút ngoại này chắc chắn là điều mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phải làm ngay ở giai đoạn bổ sung giữa mùa nếu như muốn đội nhà thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Sự nhàm chán của thể công Việt theo cũng được thể hiện bởi số lượng người đến sân để xem. Từ khi lên hạng trở lại, thể công Việt theo luôn là một trong số những đội bóng có ít người xem nhất V-League. Tính riêng ở mùa này, số lượng khán giả đến sân hàng đấy để xem thể công Việt theo đá luôn thấp dưới mức trung bình của v theo từng vòng, theo thống kê của VPF. Ở vòng đấu thứ 10, chỉ có khoảng 3.500 khán giả đến sân hàng đấy để xem thể công Việt theo. Vòng 9 là 2.000 người, vòng 3 là 5.000 người, còn vòng 2 là 4.000 người. Con số trung bình của v rơi vào khoảng từ 5.000 đến 6.000 khán giả mỗi trận trận duy nhất thể công việc theo đá sân nhà mà số lượt khán giả vượt mức trung bình ở mùa này đó là trận ở vòng 6 với 7.000 khán giả. Nhưng đó là khi thể công việc theo đá derby với Hà Nội FC, đội luôn chơi tấn công đẹp mắt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những đội ít tuyển thủ như là Nam Định có một người, Hải Phòng có một người hay Thanh Hóa có một người lại luôn có số lượng khán giả đến sân chật kín bất kể thành bại ra sao. Không phủ nhận lợi thế của những đội bóng này ở việc là họ đại diện cho địa phương có bản sắc được tích lũy qua nhiều năm. Nhưng ở v có nhiều ngôi sao chưa chắc đã hay và được yêu mến. So với lực lượng giành hạng 3 v và Á quân cúp quốc gia mùa trước, thể công Việt theo không có quá nhiều xáo trộn ở mùa này. Lý do cho cuộc khủng hoảng có thể là sự thiếu ổn định trong triết lý và phong độ đi xuống của các cầu thủ trụ cột. Sau 10 vòng đấu thì thể công Việt theo đã có tới 2 lần thay đổi huấn luyện viên trưởng. Đội bóng đã đưa giám đốc kỹ thuật Thomas Duley lên để thay huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, sau đó thì mời huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng về để đảm nhận ghế nóng. Danh tiếng và tài năng của ông Thắng vẫn cần thêm thời gian để phát huy. Các ngôi sao của thể công Việt theo mùa này cũng thi đấu dưới sức so với chính họ. Nhâm Mạnh Dũng, người hùng U23 Việt Nam ở SEA Games 31 đã tịt ngòi kể từ đầu mùa. Trần Danh Trung, Bruno Cunha hay là Mohamed Esam cũng không đá đúng như kỳ vọng. Đáng nói nhất là Nguyễn Hoàng Đức, người vừa mới đóng góp một bàn thắng và hai kiến tạo cho đội bóng kể từ đầu mùa, lại đang không có được phong độ tốt sau những lùm xùm ngoài chuyên môn. Có nhiều ý kiến cho rằng việc Hoàng Đức, tân chủ nhân danh hiệu quả bóng vàng 2023 chơi dưới sức đã khiến cho đội bóng hụt hơi. Tuy nhiên, một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa xuân. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã chia sẻ rằng, việc không thắng 6 trận liền khiến cho các cầu thủ đang bị tâm lý đè nặng, các cầu thủ chưa có sự đồng bộ cá nhân Hoàng Đức cũng nỗ lực và tôi tin rằng cậu ấy sẽ trở lại. Nhà cầm quân sinh năm 1976 này biết rất rõ sức mạnh của đội bóng, luôn nằm ở tính tập thể. Lúc này thì thể công Việt theo cần những Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài nhanh chóng tìm lại được phong độ vốn có của mình. Thể công Việt theo còn hai trận nữa trước khi kết thúc giai đoạn lượt đi. Cả hai đối thủ này đều xếp trên thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, trong đó có thế lực công an Hà Nội. Nếu như không nhanh chóng giải quyết khủng hoảng, mục tiêu đua vô địch đối với thể công Viettel sẽ trở thành lời nói suông. Đến đây thì có thể thấy vấn đề của thể công Viettel là có quá nhiều vấn đề để họ phải giải quyết. Từ chuyện cầu thủ phải nhanh chóng tìm lại phong độ, bổ sung ngoại binh chất lượng cũng như là cởi bỏ được tâm lý đang đẻ nặng. Có thể từ vị thế ứng cử viên vô địch mà lại phải rơi vào vòng xoáy trụ hạng là thất vọng và khó có thể chấp nhận Tuy nhiên lúc này việc cần nhất của thể công Việt Theo là quên ngay điều đó đi để đá từng trận chung kết như cái cách mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã xác định. Đường vẫn còn dài ở phía trước, vậy nên với thể công Việt Theo chỉ cần thắng một trận có thể họ sẽ giải hạn được ngay. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. dùng Vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.